Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng bên Network Việt Nam. Như vậy là tiến sĩ Nicholas đã tổ chức một buổi gặp gỡ để nói chuyện với các sinh viên tại khoa máy tính trường đại học Stanford để nói về mạng bi. Và sự kiện này đã diễn ra thành công tốt đẹp và có nhiều thông tin đồn đoán rằng cuối năm nay bi sẽ bùng nổ, sẽ được trao đổi hàng hóa mở rộng và sẽ được mainnet mở. Và đặc biệt là khi nào bi Network sẽ được đổi thành tiền tệ ở địa phương. Vì nếu khi mà hệ sinh thái của bi phát triển mạnh và mở rộng, Binance không trao đổi thành tiền tệ ở địa phương thì rất có thể Bi sẽ sụp đổ. Tại sao tôi lại nói như vậy là có lý do đấy các bạn. Ví dụ như chúng ta có những mặt hàng cũ để đem lên hệ sinh thái như là Bitcoin để trao đổi để lấy Bi. Với số lượng ít một vài cái thì không sao. Nhưng với những thương gia người ta nhập hàng số lượng lớn, mỗi lần người ta nhập hàng lên đến cả nghìn cái sản phẩm thì sẽ có một vấn đề xảy ra, đó là vấn đề về xoay vòng vốn. Bởi vì bỏ ra một số lượng tiền lớn để nhập hàng và trao đổi lấy Bi thì thử hỏi lần sau nhập hàng thì vốn đâu đứa để mà xoay vòng, vì không phải ai cũng có đủ khả năng tài chính để mà xoay vòng vốn và gồng gánh số vốn này ở nhiều đợt nhập hàng tiếp theo. Nếu người kinh doanh mặt hàng ít vốn thì có thể gồng gánh được, nhưng đối với những thương gia kinh doanh những sản phẩm đắt tiền thì đây thực sự là một vấn đề nan giải. Và khi ấy các thương gia, các nhà đầu tư sẽ bỏ Bi, bỏ hệ sinh thái của Bi, vì Bi suy cho cùng đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa có giá trị gì. Người ta bỏ vốn ra để kinh doanh đổi lấy Bi nhưng lại không được đổi sang tiền tệ fiat ở địa phương thì vốn kinh doanh sẽ không đủ. Và để giải quyết vấn đề này thì theo mình nghĩ Bitcoin sẽ sớm có giải pháp cho quy đổi Bi sang tiền tệ địa phương ở mỗi quốc gia vì lý do trên, vì không phải ai cũng có thể gồng gánh được với cái vốn kinh doanh lớn như vậy, và thứ họ nhận lại được là không phải là tiền tệ. Còn theo bạn, quan điểm của bạn về vấn đề này sẽ như thế nào? Hãy để lại một bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về Binance. Xin chào và hẹn gặp lại.